Việt Nam là quốc gia có trên 96 triệu dân, kinh tế phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao. Do đó, nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng nhiều, đủ để các doanh nghiệp ô tô đầu tư sản xuất với quy mô lớn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường trong nước chưa phát triển so với tiềm năng do ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chưa đủ các điều kiện về thị trường cũng như các yếu tố khác để phát triển như các quốc gia trong khu vực. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco, một trong những cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Việt Nam. Thành lập từ năm 1997, sau hơn 22 năm thành lập và phát triển, Thaco đã trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó cơ khí và ô tô là chủ lực. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là nền tảng và yêu cầu cấp thiết để phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, đồng thời tạo động lực kéo theo các ngành công nghiệp khác. Nhận thức rõ điều đó, Thaco đã đầu tư xây dựng khu công nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai, Quảng Nam với quy mô 100 hectare, gồm 12 nhà máy linh kiện phụ tùng và tổ hợp cơ khí, sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô và ngoài ngành ô tô để hiện thực hóa chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng. Cái nội địa hóa là một trong những yêu cầu, những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể là đạt được cái ưu đãi 0% thuế xuất nhập khẩu. Cho nên là gần như là đó là bắt buộc. Và để đạt được cái tỷ lệ nội địa hóa đó không phải là giảm chất lượng mà là phải nâng chất lượng lên. Và là chúng ta tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thế ngoài cái xuất khẩu ô tô, chúng tôi còn xuất khẩu riêng linh kiện phụ tùng cho những cái sản phẩm khác, thì thế giới họ chấp nhận mình để họ ráp vào cái xe của họ. Như vậy là chứng minh được là một điều là cái linh kiện phụ tùng của chúng ta đã đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở hạ tầng công nghệ, thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và quản trị về cơ khí ô tô, từ năm 2018, Thaco đã phát triển cơ khí trở thành ngành sản xuất kinh doanh, tạo ra thế mạnh cho các lĩnh vực kinh tế thông qua các sản phẩm cơ khí nông lâm nghiệp, cơ khí xây dựng và cơ khí thiết bị công nghiệp, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến sản xuất và cung ứng, đồng thời phát triển tổ hợp cơ khí Thaco Chu Lai thành trung tâm cơ khí đa dụng của đất nước tại miền Trung. Nó tạo một cái thuận lợi trong việc phát triển cái mạng lưới công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái để phát triển cái ngành công nghiệp hỗ trợ, kêu gọi các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cái doanh nghiệp có thể cung ứng được cái chuỗi mà cung cấp về nguyên phụ liệu, các loại vật tư linh kiện cho ngành công nghiệp ô tô, ngành cơ khí đa dụng để phục vụ cho cái trung tâm về công nghiệp cơ khí đa dụng tại Chu Lai. Có thể thấy, môi trường sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp ô tô còn thiếu chính sách đột phá và còn tồn tại một số hạn chế. Ví dụ đối với chính sách tín dụng, hiện các doanh nghiệp FDI hoạt động trong cùng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thường vay vốn từ công ty mẹ hoặc từ ngân hàng nước ngoài với lãi suất chỉ 1-3%, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải vay lãi suất 8-10%. Sự chênh lệch lớn này đã làm triệt tiêu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và làm các doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận các khoản vay dài hạn để mở rộng sản xuất, đầu tư tiếp nhận công nghệ mới. Rõ ràng hiện nay cũng có một số những cái bất cập mà chúng tôi cũng đã đề xuất và Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ cũng đã giao cho các bộ ngành có liên quan, ví dụ như là về chính sách thuế. Vì hiện nay cũng có những cái bất cập, ví dụ chẳng hạn như cái việc nếu chúng ta nhập khẩu là nguyên chiếc chẳng hạn thì rõ ràng là thuế thì lại là được ưu đãi hơn đối với cả cái việc nhập khẩu về các linh kiện. Thì rõ ràng cái điều đó thì cũng chưa khuyến khích cho cái việc sản xuất lắp ráp ngay tại Việt Nam. Đấy, và ngoài ra thì cũng có rất nhiều chính sách về khoa học công nghệ, rồi chính sách về các cái vốn để mà sản xuất kinh doanh, để cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về công nghiệp hỗ trợ, trong đó có cái công nghiệp hỗ trợ của ngành công nghiệp ô tô. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổng hợp và tiếp tục tổng hợp các ý kiến từ các doanh nghiệp đấy và các cái đối tượng có liên quan để phối hợp với các bộ ngành để có thể đề xuất và ban hành những cái chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp. Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô trong thời gian tới, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách thuế ưu đãi, thuế tiêu thụ đặc biệt để tạo ra sức cạnh tranh cho ngành sản xuất ô tô trong nước, nghiên cứu, rà soát, cải cách các chính sách thuế, phí, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc và linh phụ kiện, thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo đảm khả thi và ổn định lâu dài, phù hợp với các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập, tiếp tục thực hiện, cụ thể hóa một số nội dung của chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.